hỏi ai Em hỏi kêu ai tôi kêu là tôi chị là vậy? chị vậy? Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tolly. Hôm Cái nay gì mình đó? sẽ quay trở lại Cái đi với gì cả làm đó? clip trả trội cho anh em xem Chị nha. chị mình mới em có mới không mình mới có mình mới hai cái mình tám mới hai mà cái tám mà Rồi, trận giọng đấu bạn gì nữ ở đấy? trong trận Em này nói u tè phô em mai hai què cái thế anh em nhỉ? tám Dễ thương thật sự. em hai cái mười em mới đẻ hôm qua em mới đẻ ừ. hôm qua Tao đang chơi game cho Trời, bụng tớ mẹ hỏi này. giống vậy, trời, tớ hỏi giống tớ còn chưa gặp vào trứng đây này, tớ còn chưa nói các bạn đứa đẻ. mình nói thiệt nói Ui rồi đông quá, nhảy xuống muộn rồi anh em ơi. Rồi ông nào mở nhạc đây. Ổn quá anh em ạ. Đừng có súng nữa đi. Hỏi chết rồi mới lại. May quá. Bọn này nó mải vào nhau nó không nhìn thấy mình anh em ạ. Mày chuẩn bị mày chết mẹ mày chết thằng. Trời ơi, sao đồng đội có vẻ cay cú thế nhỉ? Ghê quá. Nhảy xuống đây thì rất là đông, nhưng mà không biết bây giờ là kiểu bắn nhau rồi thì không biết chúng nó ở đâu nữa anh em ạ. Giờ là im ắng một cách lạ thường. Mình nghĩ là chắc là không có súng rồi, nhảy ra hết khu nhà phía trước rồi. Vẫn còn một bọn thẩm du bắn ở bên này anh em ạ. Rồi, nhảy xuống là chết vì tớ. Gạt luôn cho nó chắc. Tớ xin cái được một mạng. Đằng sau vẫn còn anh em ạ. Từ từ, phải đứng chân. Ngay trên đầu mình này. Xuống đi bạn ơi, xuống không. Đúng đúng theo sách giáo khoa rồi. Nhảy sang bên kia được không, nhảy nhảy sang bên này chơi bình luôn đi. Cái thời gian mà nhảy xuống lúc đấy là chẳng là quên mình này. Bên này họ tiến chân luôn. Chú chẳng biết đi chú đâu bây giờ. Nhảy luôn. Chú em đi bên chú trên này vậy. Tại vì mình đang cầm shotgun mà cũng tự tin một tí. Rồi thế thôi. Ui trời ơi thế mà không đâu quá. Rồi đó rồi. I'm tiếng không recalling người a rồi. teammate. Hình. Thanks. Trên đầu mình. Thanks. Ui rồi, nó ra đây. Cái người cái bà trái người boss đấy. Cứ đi này cạch. Đóng cửa vào đã không, thằng nhà bên đường nó gặp tiếng trùng không chị? Mà lẻ mình. Dạ đúng rồi, chú số 1. Ra đi bạn. Đợi hết khói rồi lên cuối cùng bạn. Trời đất, thì như nó nhảy đi rồi anh em ạ. Ui không kịp. Chú số 1, chú đi bao nhiêu tuổi rồi chú? Vẫn còn tiếng chân. Rồi, được rồi, bom. Bom. À, phòng màng thế nhở, bọn này. Mình thì thực sự là mình pro hay nhào thì nói chung là cũng hên xui. Mình không sợ pro, mình chỉ sợ nhất mấy ông ngồi trong góc trong tường ấy. Đấy, xong đi ngang qua phát mấy ông bắn cho đúng tơ chết luôn. Đấy, cái đấy mới gọi là cay cú. Mấy ông núp là nguy hiểm lắm. Nguy Cái gì hiểm hơn mấy đấy? ông mập pro nhiều. Ui, ngon, nốt được một thằng rồi anh em ạ. Bên dưới còn cái chân nữa. Bên dưới kia số 3 ta căng hết kìa, số 3 thôi nãy giờ để tăng mình còn xuống mình đông gạt thằng này đi. Ui cái lỗ này không vào được anh em ạ. Bé số 3 hơi bị giàu. Tớ giàu cái gì. Rồi. Rồi. Còn một thằng dưới nhà chắc là được ra. Ê đợi tí đợi tí. À đồng đội đang bị bắn. Mình ra tới trước đồng đội luôn. Để thằng sau nhà thì mình sẽ bắn sau anh em ạ. Còn đứng chân này. Không biết cả tên đi qua số. Ui dồi ôi. Nói đâu vậy. Hello. Tớ đằng này này. Rồi xong. Gạt luôn. Việt Nam anh em ạ. Số 3 giờ xuống chơi ông này này. Số 3 ơi, cho bé con gửi không? Số 3 ơi. Trong này vẫn còn này này. Ông này cũng có vẻ bình thường. Ui giời, một viên ơi. Nào ra đây bạn. Thằng có thằng nhiều dùng tốt. Rồi xong đốc này. Mày, ôi tôi chưa được hết đạn rồi anh em ơi. Ui. Mày quá. Mọi người nhìn máu của mình chưa? Trời đất chắc còn đúng một máu anh em ạ. Đúng chấm hơn. Vãi. Rất. Đây đây đây, mình xuống đây. Bé cầu, cầu. Sắp tới chỗ cầu xuống quen quen. Tiếng trên trước mặt mình này anh em ạ. Không còn một khoảng đây chẳng ra làm nào. Ui đồng đội ăn hết rồi. I got supplies. Ui bên này vẫn còn tiếng. Nhìn ông này quen quen, mặc cái bộ này quen quen. Hả nhở? Nhìn quen quen nha bọn. Cái gì đây? Thế là bạn hack thì bạn mới biết mình hack đúng không? Đúng rồi. À thế là bạn cũng hack đúng không?
hack gì mà chết sớm thế, trời đất. Đây, đấy khu vực có tiếng súng này, để mình đi bằng cái này thì từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy bao quát được địch có đang ở đâu. Tại vì công từ trên cao xuống nó khiến kiểu như là nó gây cho địch một cái gọi cảm giác bất ngờ. Có được trên bên dưới, có được trên bên dưới anh em ơi. Đâu rồi? Rồi rồi. Ôi thôi chết rồi, tạch rồi anh em ơi. Hello bạn. Ui ôi ôi. Vẫn còn, vẫn còn tính chất anh em ạ. Rồi hay không ạ? Rồi xong nốt này. Có mông mà có hông bên dưới. Xong. Ông này ông vẫn chưa biết mình đang ở trên thang máy hay sao ấy. Trời ơi. Không phải cứu được con đâu. Ê, có tiếng, có tiếng trước, có tiếng trước. Bỏ đi em ơi, không ai cứu được em đâu. Mình nhảy lên trên mái. Lên trên mái đây anh em ạ. Thằng này cũng nguy hiểm lắm, nó cũng ke các thứ. Đấy, thấy chưa? Đây, thấy chưa? Mình nghĩ là chúng tầm 2 viên đấy, cho thêm quả bom nữa xem chết đâu. À, chạy chỗ rồi anh em ạ. Ngay tiến chạy sang bên phải rồi. Đấy. Chết đi bạn ơi. Đó. Rồi xong phì. Tưởng bạn như nào. Rồi. Anh em nào mà có nhu cầu mua hay bán hàng thì qua số của mình là tonysama.vn nha. Số bán hàng chính chủ của mình. Có cái đường link dẫn tới trang fanpage ý, thì mọi người có thể liên hệ với mình qua trang fanpage đấy. Hoặc là mọi người có thể lên thẳng trong web vào tonysama.vn. Và có cái phần chat với cả admin ý, mọi người ấn vào đấy là có thể liên hệ được với mình nha. Đấy. Bay trên nóc nhà thì đồng đội bảo bảo bay trên nóc nhà Mitten thì mình vừa thấy thôi thấy thôi. Giờ mình sẽ chả biết có công được hay không. Tại vì cái máy bay này kiểu nó bay nó thấp, nó phải bay cao hẳn ý, nên địch kiểu gì cũng sẽ thấy. Nó mà đã chủ động nhìn thấy lúc mà mình phóng lên ý thì kiểu gì nó cũng nhìn thấy mình bung rủ đâu anh em ạ. Nên nếu mà nghĩ rằng địch nó nhìn thấy mình phóng rồi thì thôi tốt nhất là bay sang hướng khác anh em ạ. Nó mà nhìn thấy mình bung rủ. Tại vì bung dù nó bay xuống chậm là một này. Thứ hai là khi mà nhảy xuống ấy phải mất một tầm 0,5 giây để có thể rút súng ra. Ở trong khoảng đấy thì mình nghĩ là cái tỷ lệ mà nó bắn đứt mình khoảng tầm đến 90% ạ. Nên thôi cứ bay sang hướng khác cho lành nếu như mà địch nó biết mình phóng lên rồi. Kiểu bay tầm gần à. Đấy, nó nhìn theo hướng bay của mình, nó mở cốp lên là biết mình đang bay đâu ngay. Mình thấy rồi nhưng mà không nằm được để bắn anh em ạ. Trời ơi, kể ra mà làm sấy thì êm lắm. Đấy rồi. Thêm ông nữa này. Đấy. Ở trong Livic kiểu map nó bé nên mình hay sử dụng cái chức năng gọi là cái tên lửa mini này. Thứ nhất là để bay vào bo, tại vì map nó bé mà, bay vào bo thì nó rất là hữu dụng. Còn cái thứ hai để công địch nữa thì mọi người chọn cái mày bắn mini này quá hợp lý rồi anh em ạ. Giờ mình sẽ ném cho nó chạy ra đi. Rồi, ném phát chạy ra luôn à. Bye bye luôn. Gạt luôn cho nó nhanh. Cố lên. 15 kill rồi anh em ạ. Cố lên, cố lên. Không biết trận này còn đồng đội trước mặt nữa kìa anh em ơi. Ui dồi ôi, bay như nhẹ kìa anh. Ui, headshot kìa. Thêm một thằng còn đúng châm máu ạ. Nó còn ít hơn là cái lúc đoạn đầu nữa. Cái lúc đoạn đầu mình nghĩ là 2 máu, còn bây giờ là 1 máu anh em nhỉ. Vai trưởng là máu trắng tinh luôn ạ. Chạy bo đi bạn. Rồi chạy chưa? Chạy luôn. Đơn giản như đan rổ. Rồi. Bắn thì bắn cũng phọt cả tất cả mà đồng đội tiêu hết. Mai mới được trận tôi 1. Đây, bạn nữ thì bạn không để avatar rất là tiếc. Giọng thì rất là dễ thương nhưng mà không để avatar anh em ạ. Rồi mình quay trở lại đây. Trận này thì toàn đực. Nó không đóng đâu. Đây rồi, đây rồi. Rồi thôi. Không chúng biết là cái răng mình đứng trên tầng này bắn thì ngon hơn. Này quá, nó bị bắn khác có lốc. Tớ xin loạn. Lên chưa? Đen đi rồi. Quá đen cho đội bạn game.
Ui, chỗ nào. Rồi, nghe. Nghe thế rồi này. Rồi, gạt luôn này. Vẫn còn đấy, chưa hết rồi anh em ạ. Đông lắm. Ui, bên này à? Thôi, phòng. Trên đồ mới có luôn. Đúng cái cầu thang ấy, cầu thang trước mặt đấy. Ê, rồi chẳng biết chạy được, cửa ra và có cái tơ của nó. Mày ra này, định bắt ai? Cầu thang để lên bậc ấy. Nốc chưa? Chưa. Vào, ra đi. Ê, trời ơi. Ê, trời ơi, cay chưa? Qua là cay. Nó đẩy em này, nó đẩy. Cay thế nhờ. Đồng đội cố gắng ra kiểu như cover spam để cho mình đỡ gạt nhưng mà vẫn nhạt. Ôi giời ơi, con thua rồi. Nó rồi. Con lợn. Ê, xuống đây đi bạn. Xuống đây đi bạn. Kiểu gì tôi cũng phải gạt đã. Cây thế nhờ. Trời ơi, vướng cái hàng rào. Chán ghê. Bây có chỗ 4 đấy. Cây thế nhờ. Gạt mẹ rồi. Đây mình xuống đây. Đồng đội thì giết rồi sau. Giết rồi anh em ạ. Thì báo clear chỗ này rồi. Đâu ấy? Người đâu ấy? Ngon quá. Có cái airdrop này, không ai ra nhà ra nhặt à? Có người gần này, có người. Ê, gần thằng này. Thằng này, bọn này nó nhìn thấy mình có cam sao ấy. Đâu, bảo đâu. Mày thì cam với chúng tôi này, tại vì may quá mình có cái bắn tơ. Rồi, lên xe mình nhanh. Thành ra là cam ngược lại đó. Vừa thấy ngó lên thay nữa. Rồi xong. Rồi xong. Này thì cam tớ này. Đâu ấy, buồn lắm. Đây này. Này. Rồi, nghe tiếng, à hình như trong nhà vệ sinh, nghe tiếng rồi. Ui, trời ơi. Đấy, okay. Sức mạnh của Jogan vừa có thể solo với địch, vừa có thể cái mạng của đồng đội. Có ai cần cái hòm nâng cấp nữa. Ôi, bên này có tiếng súng này. Nhanh định chạy đi. Boss này. Ôi, bọn này bắn nhau có vẻ inh ỏi, hình như là chúng nó từ khu sự kiện ở đó chúng nó không trúng với nào. Ôi giời ơi. Thật không tin nổi. Người. Đấy, bây giờ là mình sẽ sử dụng cái này để công. Có người này. Bây giờ mà dùng cái tơ ấy, đi từ dựng từ đây ra kia. Kiểu gì cũng bị bắt luôn, chỉ có cách là dùng cái này thôi. Công từ trên không xuống. Đấy, mình thấy mấy thằng bò ngoài đường ấy. Ra gạt xem được. Trên đồi có kìa. Có thằng gần đây. Mày định sửa pha mà nó gạt hết. Đấy. Có thằng trên thằng đá. Tố xin. Tố xin tiếp. Đang đứng đấy. Lên trên này. Ui ồ, biết đúng vị trí mình luôn kìa. Ê, xấy đau quá anh em ạ. Hai khẩu súng nó xấy mình. Đồng đội đang tới. Đồng đội lên mọi người. Đây. Ở chung mình đông ấy nhá, tầm 4-5 thằng ở đấy cơ. Cái này ông ra đấy xong ông bắn tơ lên trên này là hợp lý ấy. Ui. Ông có tơ lên, ông lên luôn thì còn ngon này. Hay quá. Cố lên. Ui trời ơi, chạy khô quá. Sao lưng em ơi. Số 3 vẫn chưa có tơ à. Cố lên số 2. Đây, bắt đường này. Hay quá. Xong lên kìa. Awesome. Hết giờ hồi sinh rồi. Đèn thế nhở. Ôi kìa. Đúng quá, mình đang bơm máu. Ui trời, chết rồi, ném quả bom hơi ngu người rồi. Lên trên này xem nào. Đợi được xuống. Thì mình ngáo đấy. Ở trên kia cũng có luôn anh em ạ. Trên núi. Giờ chạy lên mặt này đi lệ. Chạy qua không biết. Ui, hai thằng giết được mấy ba đứa rồi. À thế à. Ui dồi ôi, không kịp. Đúng định. Dưới nhà hai thằng luôn này. Rồi tôi nghe kìa. Mấy cái ra hai thằng. Nó bên dưới, nó bên tầng dưới. Sau lưng này, nó ra ngoài. Này chạy đâu. Thấy không? Ăn rồi. Ô, hình như nó bị bắn hay sao ấy. Để từ từ, để lấy cái này vào bo trước còn nó. Chứ còn nó không. Cái gì? Cái hơi máu. Uầy, áo nhỉ. Phải không biết. Có cái này thì mình bay vào bo được an toàn này. Đi xe, rồi đi vào thì hơi hiểm lắm. Áo thật đi. Áo thật đấy.
Game giờ bay nhảy linh tinh. Awesome. À, anh em số 1, số 2, số 3 nếu mà xem được clip này thì mình cảm ơn nhá. Các bạn rất là nhiệt tình. Đấy, chỉ vì một pha bắn ngu của mình mà khiến anh em tới vừa cứu lại còn chết nữa. Nói chung là chơi với cả mấy ông đồng đội nhiệt tình này thì mới thích này anh em này. Đấy, thấy chưa? Ui, cứu mình nhưng mà kiểu chết nhưng mà vẫn không chửi. Sợ nhất mấy ông chửi thôi. Awesome. Vâng, mình hôm nay diệt 15 kill rồi. Còn thua giờ chắc chỉ có chèo lên trên này thôi mọi người. Mái nhà này ngon vậy. Awesome. Nhưng không ngon đâu. Ở trên kia bắn xuống. Sẽ mới bắn dính á chịu rồi. Rồi xong này mình vào đi. Chà, có lẽ là team awesome. Nó còn một team 3 thằng không nhở. Ui kiểu chuyên có... nghiệp vậy. Ừ, ông này có livestream chứ live chủng vô này. Không, bắn căng quá. Nó biết rồi, nó biết rồi. Kìa kìa. Còn ba. Thôi. Tôi sao? Tôi xuống rồi. Trên kia lộ cái đầu anh em ạ. Xem bo về đâu đã. Chạy này. Em muốn tôi với nó. Ui. Vậy. Ví thế nào? Ôi trời, ví của anh em ơi. Cái pha vừa rồi cũng hơi đen anh em ạ. Chả biết được. Nó đi ra một đoạn thì tôi đều mới không lên được máy. Đúng cái lúc mình ra rồi bắn anh em ạ. Có thằng đằng sau rồi. Không có khẩu súng nào kìa. Trời ơi, tôi cần chiếc khẩu súng đi. Ui giời, trời này vẫn còn à. Ui giời. Này, có cái thằng này. Cứ chơi gì anh em ạ. Thằng lớp 2. Cày chơi giờ. Cứ để em làm bóc hơi luôn. Chưa kịp xuống, số 1 đã bị lock rồi. Số 4 bên kia rồi. Thôi xong rồi. À không sao, hình như chỗ nó đoạn anh này rồi mà. Giờ sao? Anh mái. Anh ngã à chưa? Là một người căn góc không là đập đầu vào cái cột gỗ là không sao được đâu. Hay quá, số 4 rồi. Thank you. Bên dưới. Còn bọn nó đi móc bên nào này. Ê, tớ xin nhá. Ngon quá, vẫn còn đến chơi hết đâu anh em ạ. Đâu hết rồi. Ôi chứ gì, em không biết gì đâu. Nó tự rồi. Chứ kể không nhìn thấy mình, hóa ra nhìn thấy rồi. Ê, nhá bên này. Rồi, ông này vẫn đang với bác, cây người. Ông kia headshot rồi này, một viên đầu ấy. Trời ơi, quá là điều muộn màng. Gạt hết. Đấy qua, có cái... Vai, đằng này hết anh à. Rồi, sao? Mày có cái đồ không là mình chuẩn đi rồi. Nó đang cứu nhau. Rồi em ơi. Ping à? Ok, mình sẽ ping ở đây. À quên, mình sẽ ném chỗ ping. Ui, thằng trên kia vào đầu ấy. Rồi sao? Bên dưới vẫn còn này. Ui dồi. Rồi, nóc này. Đẩy luôn chứ nhở. Ui, thằng nào đấy? Ai? Đợi tôi tí. Nó đã chạy ra đây rồi. Nghe cái thằng này mua 3 không là mình cho nó đi rồi anh em ạ. Ơ, xem ném cờ lửa mà xong không thấy chạy ra nhở. Không dính à. Có được rồi, các bạn cả đồng đội nó tới rồi này kìa. Nhìn hai cái bậc ca khoái thế. Này, chỉ đẩy chúng tôi này. Bạn cứ lấp vào đấy thì làm sao bắn được mình. Không bò kìa. May mình có slip, mình sẽ kè thằng ui, mà cái ui, bom. À, bom ném chưa thấy ngọn, nó mạnh quá. Kè thằng ở xa trước đi. Thằng có kề gần chắc là không dám ngó đâu anh em ạ. Này thì ngó với chúng tôi này. Watch out. Có một thằng ở đây nhá bạn ơi, các bạn ơi. Ném quả khói đi, giờ vờ ném đết. Ok á. Đúng rồi, chạy ra đi. Ui rồi mày quá. Uầy. Rồi 4 hack không ấy. Trời đất, bắn như thế mà kêu hack nữa thì chịu luôn. Số 4 mới đây mà được 9 kill lận rồi kìa. Bắn phong cơ cướp giả. Đây em ơi. Đây, thấy đồng đội báo chỗ hồi sinh kia có người. Đó, ông thả tôi ở đó là đồ tiếng Hán luôn.
Anh bảo gì cơ? À, thấy rồi. Lốc bột này. Đó, sao bạn? Tại sao? Ý trời ơi, trời ơi. Là vậy đấy. Có là ngọn đá này. Rồi, thế rồi. Ôi, tôi chết rồi. Rồi, xong, lìa. Easy. Gì vậy? Xuống hack rồi. Xuống hack rồi. Alo. Bắn hack tôi bắn ngươi như thế mà bạn kêu tôi hack là như nào? Xuống hack rồi. Xuống hack rồi. Xuống hack rồi. Xuống hack rồi. Nó thế tổn thương thật sự. Đâu. Nên anh em nào mà có nhu cầu mua thì qua shop của mình là tonysama.vn nha. Đồng đội còn đi sợ. À quên, địch. Trời ơi, địch đi xe mà mình cứ tưởng đồng đội cơ. Thấy hai đấy. Thương số 4 bắn nghe ra. Ui, địch súng chưa? Đang bắn nhau à? Alo số 1 chứ. Không ổn rồi. Tổng số 1 cầm MK, mà sao địch nó cầm MK anh em ạ? Mong sao nào không chưa nhìn thấy mình. Mong sao nó không nghe thấy mình nhảy ru. Đừng nghe tiếng ru nha bạn. Ôi giời ơi, ông này ông vẫn chưa nghe thấy thì phải. Má này nhảy ru rồi, em không biết không. Đây, mọi người phải nghe thấy không? Đấy, đi cơ. Dùng cái kỹ năng này là công từ trên trời, công xuống là địch nó bất ngờ. Ghê thế. Rồi. Có tiếng chân ở ngay gần. Thử cho quả bóng quay sát đi xem nào. Chạy được không bạn ơi? Sao? Easy. Bao nhiêu kill? 15 kill à? Cũng được. We're the best. Ai ai ai. Màu đen. Đây là avatar của bạn nữa này. Ui dồi ôi. Nhìn trông body ngon đấy.